Cô chú anh chị và các bạn thân mến, bây giờ Tấn sẽ quay một căn nhà đẹp mới xây, mặt tiền đường nhựa luôn, mà giá rẻ lắm cô chú anh chị, dưới 1 tỷ. Ở đây á là thị xã Hòa Thành, Tây Ninh nha. Hàng xóm kế bên cũng đang xây nhà, rồi kế bên có căn nhà lầu nữa. Dân cư ở đây đông lắm, nhà là chỉ cách trường tiểu học á là có 150m thôi. Trường tiểu học Trường Đông, địa chỉ là ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Nhà mặt tiền đường nhựa lộ giới 10m. Diện tích nhà thì chiều ngang là 5m và chiều dài á là 26m9. Nhà mới xây làm đẹp ha. 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Chiều dài 26m9 nhưng mà thực tế là dài được 29m luôn nha. Thì bây giờ căn nhà này giá bán 969 triệu. Đây là tờ sổ hồng chính chủ, đứng tên anh Nghiệp. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả. Đây cô chú anh chị coi tông màu của nhà nè, rất là mát mẻ luôn ha. Nhà có dán gạch men làm trần thạch cao. Rồi phía trước mặt dựng nè, dán gạch men đá bóng kiến, tranh trang trí. Bên trên là có đèn chùm đồ nữa nè. Nói chung là căn nhà này Tấn thấy là thiết kế đẹp. Bên hông á là nguyên cái vườn nhãn luôn, rất là mát. Và bên hông bên đây thì nhà hàng xóm là đang xây. Đó, kế bên là có căn nhà lầu cũng mới vừa xây xong. Sân á thì có thể đậu được 2 chiếc xe hơi luôn á, nếu mà đậu gọn ha, đậu được 2 chiếc luôn. Đây, sân nè, lát gà sân vườn. Sân thì có xây tường xung quanh ha, mái che ra tới ngoài nè. Nhà này là hướng Tây, Tây Bắc, tức là hướng Tây có lệch Bắc chút xíu nha. Mặt tiền đường nhựa lộ giới 10m. Đây, đường có đèn đường nha. Hàng xóm kế bên đang xây. Thì kế bên là cái ngã tư. Đó, cái đường nằm ngang á, hiện tại là đường đất. Qua năm sau là cái đường đó lên nhựa đó. Đường đó là đường 17 Trường Đông nha. Mình đi ra đây là đường 13 Trường Đông nè. Quẹo trái là ra đường Trường Đông. Đây ra đường Trường Đông là khoảng cây số á. Ra quốc lộ 22B là khoảng 2,5 cây nha. Chỗ này cách chợ Trần Lưu cũng 2,5 cây luôn. Cách chợ Cẩm Giang là khoảng 3,5 cây. Từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 75 cây số. Còn từ đây lên chợ Long Hoa, Tòa Thánh là 10 cây. Thành phố Tây Ninh 15 cây, đi núi Bà Đen 20 cây. Phía trước là có đèn trang trí nè, đó cổng nhà là có dán gạch men rồi luôn. Nhà thì làm cái nền sân nè, chúng ta thấy là nó cao hơn cái đường nhựa 1 phút luôn ha. Đó, có đèn đường nè. Đây, nhìn qua hướng bên đây thì cách khoảng 150m là trường tiểu học nha. Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Đó, là đằng đó đó. Đi ra hướng này là thông với đường số 31 Trường Đông luôn. Ra hướng ấp Trường Phú. Rồi ra chợ Trần Lưu, hướng này cũng gần nè. Đây ra chợ Trần Lưu là 2,5 cây. Đây, ngay bên cạnh là cái vườn nhãn nha, cho nên là rất là mát mẻ luôn. Thì nhà là có những cái cửa sổ mở ra hướng bên vườn nhãn nè, thông thoáng ha. Chiều ngang là 5m, chiều dài thực tế là 29m. Đất này là thổ cư 100% nha. Đó, rất giá trị luôn, thổ cư 100%. Nhà sử dụng là giếng khoan máy bơm nước nha cô chú anh chị. Mặt dựng nè, dán gạch men đá bóng kiến nè. Phía trước là có cái cửa sổ, rồi hai bên là có. Bên đây là bức tranh thuận bờm xuôi gió. Cửa nhôm sinh pha kính cường lực ha. Nhôm sinh pha kính cường lực, bên đây là tranh thuận bờm xuôi gió. Còn bên đây là cây mai tài lộc. Đó, vừa vô nhà là thấy tiền tài liền nè. Nhìn là thấy không khí Tết liền ha. Có chữ phúc. Bên trong phòng khách thì có cửa sổ mở ra bên hông phía vườn nhãn. Rồi cái tông màu của nhà thì cô chú anh chị thấy á, nước sơn là màu xanh ha. Rồi bên trên trần thạch cao có trang trí đèn led rồi nè. Cái màu xanh thì rất là mát mẻ luôn á. À, có tặng bộ rèm cửa luôn nha. Và gạch men dán tường thì cao 1m6. Nhà điện nước rồi wifi có sẵn. Nhà 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Chiều ngang 5m nhưng mà vô căn nhà này Tấn cảm giác là nó rộng hơn 5m á.
tại vì cảm giác nó thoáng á, coi chứ anh chị. Đây từ trong nhìn ra nè, có đèn led đèn chùm rồi ha. Cửa sổ phía trước nè, đó thì ngay góc này chúng ta có thể làm góc học tập cũng được, ngồi đọc sách chơi game rồi ngay góc này, có rèm cửa rồi sẵn. Đường điện thì đi âm tường hết luôn ha. Định vị Google Maps của nhà thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây cái hành lang này thì rất là rộng luôn. Hành lang này mình để võng ngủ trưa đâu cũng được. Gạch men dán tường thì xuyên suốt. Nước sơn thì màu xanh. Ở bên trong thì la phong trần thả nè. Hai phòng ngủ, cửa nhôm, kính mờ. Đó, phòng ngủ đều có cửa sổ, có rèm cửa đồ sẵn. Có đèn ngủ đồ luôn. Rồi dây điện để gắn máy lạnh là có sẵn luôn ha. Đây cái vườn nhãn bên hông nè, nhìn nó mát mẻ dữ lắm. Cửa phòng ngủ là cửa kính mờ nha. Những cây nhãn bên hông giống như nhãn cổ thụ, rất là bự, rất là cao lên trên luôn, cho nên là nó che nắng rồi đó. Mát mẻ. Phòng ngủ thì rộng thoáng. Giá bán 969 triệu, cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp anh Nghiệp chủ nhà, không có qua môi giới trung gian. Nhà cách trường tiểu học là có 150m thôi, rất là thuận tiện cho con em đi học luôn, từ mẫu giáo từ lớp 1 cho tới lớp 5 ha, là tiểu học đó. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là khoảng 72 cây số thôi. Đây khu vực nhà bếp nè, ngay bếp có cửa sổ luôn ha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này cũng như là bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Còn nếu thích căn nhà này muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp anh Nghiệp chủ nhà, không có qua môi giới, cho nên là không sợ tốn tiền qua hồng nha cô chú anh chị. Ngay góc này để máy giặt nè, có đường ống nước đồ sẵn, và đây có lavabo. Cái sân sau nè, đó sân sau khá là rộng luôn, có mấy che một khúc đây để đi ra nhà tắm toilet không bị mưa ướt nè. Còn cái sân này để trống để phơi đồ nè. Phía sau lát gạch sân vườn luôn. Cửa này cửa sắt nè, có dán gạch men rồi luôn ha. Tường thì xây cao lên. Tường này xây cao chắc khoảng 3m ha. Đó, ngay phía sau là nhà hàng xóm. Ở đây là dân cư đông dữ lắm rồi chứ anh chị. Bồn nước inox để trên nè. Nhà xây tô lăng bê xung quanh hết luôn. Làm rất là kỹ nha. Và cái đường ống nước để gắn máy nước nóng lạnh là có đi sẵn nha. Đây cái ống màu xanh nè. Đó, ai muốn xài nước nóng năng lượng mặt trời hay là máy nước nóng lạnh thì mình mua gắn vô. Nhà tắm riêng, toilet riêng. Bên đây là toilet. Có dán gạch men nè. Bên trên là có la phong rồi luôn. Cửa nhôm kính mờ ha. Vòi xịt, vòi nước đồ đầy đủ. Rồi, bên đây nhà tắm nè, rộng hơn nè. Đó cái vòi sen là sử dụng được nước nóng lạnh luôn đó. Định vị Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha bà con ơi. Nếu ai không biết xem phần mô tả đó thì có thể là nhờ người quen con cháu mở lên để mình xem, để biết cái vị trí chính xác ha. Ở trong mô tả là có đầy đủ thông tin luôn, giá bán, số điện thoại liên hệ, vị trí, địa chỉ, diện tích và cái hướng luôn nha. Nhà này hướng Tây, Tây Bắc, tức là hướng Tây có lệch Bắc chút xíu á. Giá bán 969 triệu nha bà con. Đối diện là miếng đất trống. Không phải đất trống nữa, đối diện là cái vườn mít của hàng xóm á. Đó, hàng xóm ta trồng vườn mít ha. Đây, vườn nhãn bên hông nhà nè. Rồi nhìn qua hướng này 150m là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân nè. Lúc nãy học sinh đã tan trường ra về đây. Đây, đối diện nè. Còn bên đây là
hàng xóm đang xây nhà đó, nhà xây lên cao rồi ha. Và kế bên là căn nhà lầu cũng mới xây luôn á. Nhà kế bên là cái ngã tư với đường số 17 Trần Đông nha bà con đó. Cái đường nằm ngang nè là đường 17 Trần Đông. Mình đi xích ra chút xíu nữa là có quán nhậu nữa nha. Quẹo trái ra đây là ra đường Trần Đông. Còn đi xích ra ngoài kia là đường số 13 Trần Đông, đường nhựa luôn á. Đi hướng ra quốc lộ 22B. Đây bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây là tờ sổ hồng chính chủ của nhà đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Sổ hồng đứng tên anh Nghiệp. Đây cận cảnh sơ đồ ha. Nhà này hướng Tây Tây Bắc. Mặt tiền đường nhựa 10m nè. Và diện tích thì chiều ngang là đúng 5m ha. Chiều dài là 26m92. Thực tế là dài 29m ha. Đây thửa đất số 2060 tờ bản đồ số 25, địa chỉ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích là 132,8, thổ cư 100%. Giá bán là 969 triệu nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Nghiệp chủ nhà để cô chú anh chị liên hệ nha, gặp trực tiếp chủ luôn, không có qua môi giới trung gian ha. Số điện thoại là 0973 860 457, 0973 860 457, 0973 860 457. Số thứ hai là 0395061000, 0395061000, 0395061000. Gặp anh Nghiệp chủ nhà. Đây là đường quốc lộ 22B nè cô chú anh chị. Từ ngay chỗ này đi vô nhà là 2 cây số. Đường quốc lộ 22B. Bên kia là Thánh Thất Trường Ân. Bên phía bên đây là trường tiểu học Trường Đông. Và cái đường này là đường Trường Đông nè. Đó, ngay cổng chào ấp Văn Hóa Trường Ân. Đây đường quốc lộ xe cộ qua lại rất là nhiều. Đi về hướng này 8 cây số là chợ Long Hoa, 9 cây số là Tòa Thánh và hơn 10 cây số là thành phố Tây Ninh nha, đi núi Bà Đen cũng hướng này luôn. Còn cái hướng này là sẽ về xã Cẩm Giang nè, chợ Cẩm Giang lại dưới đây, rồi về Gò Dầu, Trảng Bàng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đi về hướng này nha. Từ hướng Sài Gòn đi lên á là chúng ta sẽ quẹo phải vô đường Trường Đông. Rồi từ đây vô nhà là đúng 2 cây số nha bà con. Đây cái đường Trường Đông nè, chạy thẳng vô cái hướng này là vô chợ Trường Lưu, ủy ban xã Trường Đông, đường Nguyễn Văn Linh. Bên trái là đường số 11. Còn cái đường quẹo phải ngay chỗ này là ra đường Nguyễn Lương Bằng nè. Đây bây giờ mình sẽ quẹo trái vô đường số 13 là cặp bên hông của căn biệt thự sân vườn rất là bự nha. Đây đường 13 Trường Đông. Định vị Google Map của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả. Đường có đèn đường nè cô chú anh chị ơi. Chạy vô khúc trong đây thì nhà cửa dân cư đông lắm. Nếu cô chú anh chị thích căn nhà này muốn mua thì liên hệ gặp trực tiếp chủ nhà, không có qua môi giới trung gian ha, không có tốn tiền qua hồng. Cái đường 13 này mình chạy thẳng vô cái quẹo phải á, là có cái trường tiểu học nè. Ở ngoài đầu đường quốc lộ có trường tiểu học, rồi trong đây cũng có trường tiểu học luôn. Ở ngay khúc căn nhà đang cần bán là coi như nằm giữa chợ Cẩm Giang và chợ Trường Lưu luôn nha. Chúng ta đi chợ nào cũng được. Còn nếu lên chợ Long Hoa là gần 10 cây á. Ở đây bà con làm vườn cây ăn trái rất là nhiều luôn, đặc biệt là vườn nhãn. Khu vực Trường Đông và Trường Tây của thị xã Hòa Thành á, là nhà vườn rất là nhiều, những cái quán ăn sân vườn á, giống như kiểu miền Tây á cô chú anh chị, là rất là nhiều luôn á.
Đây, chạy vô tới cái ngã ba. Thì cái đường nhựa sẽ tiếp tục quẹo phải, nó thông ra đường số 31 Trường Đông luôn á. Là cái trường tiểu học là quẹo phải nè. Đây, ngay quán nhậu Bảy Phong thì chúng ta sẽ quẹo phải theo đường nhựa nha cô chú anh chị. Thì căn nhà đang cần bán là mặt tiền cái đường nhựa này nè. Ở đây người ta trồng hoa Tết nè. Mình quẹo qua khoảng 200m là tới nhà rồi. Rồi từ nhà chạy thẳng tới 150m là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Lúc trước là cái trường tiểu học Trường Đông B á. Cứ cây trụ điện là có cái đèn đường ha. Này là đường số 15 nè. Đây ngã tư với đường số 17 nè cô chú anh chị. Đó, đường 17 là năm 2024 lên nhựa nè. Còn căn nhà đang cần bán là bên tay phải này ha. Cái cổng rào là màu trắng đó. Chạy xích tới 150m là trường học cho cô chú anh chị coi nha. Nhà cửa hàng xóm nè. Mình đi thẳng cái hướng này là anh thông ra đường 31 Trường Đông luôn. Bữa trước Tấn có quay cái khúc học sinh tiểu học này tan học ra về nè. Thì để Tấn ghép vô cho cô chú anh chị coi luôn ha. Học sinh đông lắm. Lúc nãy Tấn tới đây quay căn nhà này á thì trễ rồi, lúc đó học sinh đã về hết rồi. Đó, bữa trước Tấn có quay clip học sinh thì để Tấn ghép vô cho cô chú anh chị coi luôn nha.